bạn, trong quá trình sử dụng điện thoại thì sẽ có rất là nhiều tình huống mà chúng ta muốn quay lại màn hình mà lấy luôn cả âm thanh. Ví dụ như là khi mà chúng ta gặp một cái video yêu thích nhưng mà không thể tải về được thì chỉ có cách là quay lại màn hình thôi. Tình huống thứ hai đó là khi mà chúng ta chơi game là muốn quay lại cái ván game đó để mà khoe với bạn bè thì cũng cần phải có âm thanh cho ngầu chứ đúng không? Hay là tình huống thứ ba đó là nhiều lúc chúng ta sẽ cần quay lại cái thao tác màn hình để hướng dẫn cho một ai đó đi kèm với lại giọng nói của chúng ta. Vậy thì phải làm sao đây? Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể quay lại màn hình đi kèm với âm thanh bằng chiếc Vivo E50 này. Thật ra thì cũng rất là đơn giản thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thôi. Đầu tiên, trước khi đi vào thao tác quay video màn hình thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn những tùy chỉnh ghi âm thanh mà chúng ta muốn, bằng cách đó là các bạn sẽ vào phần cài đặt. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để tìm kiếm nhanh trong cái phần cài đặt luôn. Nó sẽ có một cái thanh tìm kiếm ở trên, các bạn chỉ cần gõ vào đó ghi âm thanh là các bạn sẽ thấy ở bên dưới có phần ghi âm thanh và chúng ta sẽ nhấn vào đó. Kéo xuống bên dưới sẽ tiếp tục có một cái lựa chọn ghi âm thanh nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ có 3 tùy chọn ghi âm thanh. Đầu tiên đó là âm thanh hệ thống, tức là các bạn sẽ ghi lại được âm thanh của cái mình, ví dụ như là cái clip đang phát ra trên màn hình, tức là sẽ không bị lẫn cái tạp âm ở bên ngoài vào mà âm thanh sẽ cực kỳ chất lượng luôn. Tùy chọn thứ hai đó là âm thanh micro, tức là khi các bạn lựa chọn tùy chọn này thì các bạn có thể nói trong quá trình mà chúng ta quay màn hình để thu tiếng của chúng ta và thu tiếng của môi trường vào. Và tùy chọn thứ ba đó là không có thu tiếng, tức là chỉ quay màn hình thôi mà không có tiếng, thì điều này đôi khi sẽ giúp cho chúng ta bảo mật âm thanh tốt hơn. Và bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cái tùy chọn âm thanh hệ thống để chút xíu nữa thì mình sẽ ghi lại màn hình có âm thanh hệ thống cho các bạn xem luôn. Và có hai cách để chúng ta có thể ghi lại màn hình. Cách thứ nhất thì vô cùng đơn giản thôi. Các bạn sẽ vuốt từ trên xuống để vào lối tắt. Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy có một cái biểu tượng quay phim có dòng chữ là ghi màn hình. Khi đó chúng ta chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng đó. Và đối với lần ghi màn hình đầu tiên thì nó sẽ hiện ra một cái cài đặt ghi màn hình. Các bạn sẽ nhấn vào bắt đầu ghi màn hình. Nhưng mà đối với những lần tiếp theo thì chỉ cần chúng ta nhấn vào cái biểu tượng đó thôi thì sẽ bắt đầu ghi màn hình luôn. Cách thứ hai thì cũng vô cùng đơn giản thôi. Các bạn sẽ nhấn vào phím Home ảo ở đây và chúng ta sẽ nhìn thấy tùy chọn ghi màn hình. Cũng sẽ nhấn vào và hiện ra y chang lúc nãy thôi. Ở đây thì mình đang rất là thích cái video pin siêu khủng 5000 mAh của Vivo E50. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng xem thành quả của mình nhé. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ làm được những clip tương tự với những thủ thuật này. Vivo.